Hello, xin chào các bạn. Xin chào các bạn đến với lơ lửng thì kì. Nó cơ nhỉ. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Sơn Gầy Vlog. Các bạn ơi, hôm nay mình thật sự rất là vui khi mà người dân của thôn Nghĩa Liên mình đã có mặt bằng mới, có chỗ ở mới và đặc biệt là hầu như là tất cả ngôi nhà đây đã chuẩn bị được những đồ đạc, những cái nhà cửa mà hồi năm vừa rồi cơn bão đã họ đã di dời sang chỗ khác, và bây giờ những ngôi nhà đó đã được đoàn thanh niên kiện đoàn của huyện Tây Giang tổ chức lễ ra quân để vận chuyển lại những ngôi nhà, những đồ dùng và đồ đạc của người dân trở về lại mặt bằng mới. Hiện tại thì mặt bằng của thôn đến đã rất là đẹp rồi, không như xưa là mặt bằng rất là hẹp và mất an toàn. Hiện tại thì mặt bằng khá là rộng, bạn ơi, bạn có thể thấy đằng sau mình thì mặt bằng rất là đẹp. Bây giờ thì người dân gần như không còn phải ở cánh đi ở nhờ, ở tạm và xây dựng những căn lều, căn chòi tạm để trong thời gian mà nhà nước san ủi mặt bằng thì ở tạm để che nắng che mưa. Bây giờ thì người dân đã có thể bắt đầu trở lại công việc là làm lại nhà, ổn định lại cuộc sống và phát triển kinh tế. Mình xin cảm ơn đoàn thanh niên tình nguyện, đoàn gia quân của huyện đoàn huyện Tây Giang và các nhà hảo tâm, các nhà chức trách và các chính quyền địa phương cũng như các đoàn từ thiện, đoàn thiện nguyện ở cả trong và ngoài nước đã hướng về miền Trung. Nhờ các bạn mà hiện tại mà thôn mình đã có được mặt bằng mới, nhờ các bạn hỗ trợ tiền, hỗ trợ chi phí và các đồ dùng cá nhân, hiện tại bọn mình mới có mặt bằng mới, có được chuẩn bị được có nhà mới rồi. Không có gì hơn, mình sẽ chúc các bạn có thật là nhiều sức khỏe để có thể giúp đỡ người dân, nhất là những lúc mà người dân đang rất là gần như mặt bằng thôn Nghĩa Liên ở chỗ mình ở hiện tại. Vâng, xin cảm ơn. Sau đây mời các bạn theo dõi video của mình. Đây là những video rất là đẹp, những hình ảnh đẹp của đoàn thanh niên, đoàn tình nguyện của huyện đoàn huyện Tây Giang, và mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn có thể thấy những hình ảnh rất là đẹp của đoàn thanh niên huyện Tây Giang. Đây, ai cũng mang vác một cái đồ để giúp bà con chuyển lại cái nhà từ cái chỗ mà họ dồn lại khi mà cơn bão vừa qua đó. Trước đâu rồi, trước ơi. Cái mạnh lên là. Dạ. Lần đầu tiên cho phép bà đâu thăm xin kính và kính chào đến toàn thể quý bà con, cô bác, chị, chú, anh chị khắp bốn phương trên YouTube. Và tôi là Tông Công Thâm, và tôi trở về đây là trong quá trình giống như quý vị và các bạn đã biết là thời gian vừa rồi á, đây là một cái thôn mà có một cái sức tàn phá rất là nặng nề, và tôi rất là cảm động khi được xem cái quang cảnh đó, và tôi bay từ Tuyên Quang về đây để mong một, góp một cái công nào đó để giúp đỡ bà con trong thời gian cái bà con gặp khó khăn. Đó là cái nghĩa tình của dân tộc, và cái nghĩa dân tộc tình anh em là thể hiện ở đây. Và cái đạo lý, cái truyền thống của người Việt Nam chúng ta là phải giúp đỡ, phải đoàn kết để cùng nhau tiến lên và để giảm bớt sự khó khăn và để tạo cái động lực, tạo có cái nơi ăn, trốn ở cho bà con. Đó là sự hôm nay rất là cảm động. Vì rất là nhiều đoàn viên thanh niên từ 10 xã trở về đây để giúp bà con. Đó là một cái điều rất là thiêng liêng. Không phải từ bây giờ mà từ thời xa xưa. Đó là truyền thống rất là tốt đẹp, chúng ta nên phát triển, nên phát huy. Và chúng ta là những người trẻ thì hãy thể hiện cái tình yêu với quê hương, với đồng bào bằng cách chúng ta phải giúp đỡ nhau. Đó, như quý vị xem. Đấy, thấy chưa? Ở nơi khác thì không biết, còn ở đây chia sẻ là một phần của cuộc sống của người dân ở đây. Chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, đó là một phần của cuộc sống. Và họ là những người phải nói là giàu tình yêu thương, và đặc biệt là luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Vâng, xin cảm ơn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, cảm ơn. Chúc anh thật là có nhiều sức khỏe để giúp đỡ nhiều bà con hơn.
nhóm mệt không anh? Nhóm mệt thì chắc là cũng khó, nhưng mà với cái tinh thần là anh chỉ đi một chuyến này chứ mấy tình đoàn kết đấy thì cái mọi mệt nhọc nó rất đi. Anh chiến nhanh ơi. Đang là giờ trưa rồi các bạn ơi, nên mọi người ai cũng thấy khá là mệt rồi. Giống như hai anh này này, hai anh này rất là mệt, nãy giờ vẫn ngồi biết đó là mồ hôi thì sức khỏe là chắc chắn là không làm bảo rồi, nhưng với tinh thần là tinh thần đoàn kết xây dựng nên rất là cố gắng để chuyển giúp bà con, và đặc biệt nhờ có sự hỗ trợ của cấp trên người dưới huyện đã cử các lên tiền dần đồng viên rồi. Sao nữa anh? Anh có thể chia sẻ thêm về hôm nay, và đặc biệt thì hôm nay rơi đồng đi là mệt, nhưng mà rất cố gắng, gió trời cũng đang nóng nên cũng như tất cả mọi người ở đây rất sự tình thương, nên họ rất cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Anh nhá, có thể cho em biết hôm nay của anh thì như thế nào được không? Của anh à? Cảm xúc của anh hôm nay khi mà được bên đoàn huyện tổ chức giúp đỡ bà con chúng ta rất là vui. Và đây cũng là một điều sự rất cảm ơn chân thành sâu sắc tới những
lãnh đạo của sự chỉ đạo của huyện với đoàn và các xã cũng như lực lượng các đoàn thanh niên tất cả 8 xã của huyện nhà chúng ta. Với bản thân tôi thì với tinh thần thấy cái sự nhiệt huyết nhiệt tình sức trẻ như thế này thì tôi cũng tại cũng đang bị đau nhưng mà vẫn cố gắng để cùng góp chút ít cái công sức của mình trong những cái mà bà con đang cần như thế này. Vâng, rất là cảm ơn anh. Mong anh thật có thật nhiều sức khỏe để giúp đỡ bà con nhiều hơn. Rồi anh đi vác gỗ đi anh. Sao đứng đây nữa? Anh mới nói xong là em phải cho anh đi thuốc chứ.